Giải bóng đá thành phố mới Bình Dương Cúp BKMS IDC do tổng công ty BKMS IDC là đơn vị sáng lập và cũng là nhà tài trợ chính xuyên suốt trong 17 lần tổ chức. Giải là sự kiện thể thao có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, từng bước góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công dân lao động của tỉnh, được duy trì thành giải thể thao truyền thống hàng năm. Đây là giải bóng đá phong trào sân 11 người có tuổi đời lâu nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, số đội tham gia tranh tài tại giải luôn ở mức kỷ lục trong cả nước. Đây là lần thứ 17 giải bóng đá thành phố mới cấp BKMS IDC được tổ chức. Thì thông qua cái giải này thì BKMS IDC là đơn vị sáng lập giải, cũng mong muốn là tạo ra cái sân chơi thể dục thể thao cho các vận động viên phong trào để có chỗ giao lưu, học hỏi, tập luyện cũng như sau những cái giờ làm mệt mỏi để góp sức góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và bên cạnh đó thì tổng công ty cũng muốn chăm lo phát triển hơn nữa về đời sống tinh thần cho các anh em công nhân lao động ở trong địa bàn tỉnh. Trong thời gian sắp tới thì tổng công ty BKMS cũng sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao trong thanh niên công nhân cũng như là người lao động ở trên địa bàn tỉnh, duy trì và phát triển hơn nữa và sẽ tiếp tục giữ vững là giải bóng đá phong trào có số lượng đội tham gia nhiều nhất. Ở lần thứ 17 năm 2024, giải bóng đá thành phố mới Bình Dương Cúp BKMS IDC đã chính thức khai mạc vào sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo thành phố mới Bình Dương. Năm nay, giải đã thu hút 176 đội bóng với hơn 4.400 vận động viên là công chức viên chức, công nhân lao động và người dân tham gia tranh tài. Các đội được chia thành 45 bảng và thi đấu vòng loại ở 4 khu vực, gồm sân khu công nghiệp V-Ship 1, thành phố Thuận An, sân B và C thuộc sân vận động tỉnh Bình Dương, cụm sân trung tâm thành phố mới Bình Dương và sân khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thành phố Bến Cát. Ở mỗi khu vực, các đội thi đấu để chọn ra những đội bóng xuất sắc nhất vào thi đấu vòng chung kết, gồm 16 đội. Là giải đấu truyền thống diễn ra hàng năm trong 17 năm qua, nên để chuẩn bị cho mùa giải mới, mùa giải lần thứ 17, các đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo từ rất nhiều tháng trước và luôn đặt ra mục tiêu cao cho mình. Đội em cũng là tích cực tập luyện để đạt cái mục tiêu cao nhất và đạt số điểm cao nhất trong toàn bảng để bước tiếp vào các trận lượt trận tiếp theo. Đội bóng Quảng Nam đã chuẩn bị được tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm rồi. Thì nói chung đây là một cái giải rất là lớn và chuyên nghiệp. Thì đội bóng Quảng Nam sẽ cố gắng là chơi hết mình với tinh thần đoàn kết, là giành chiến thắng và đi vào sâu hơn. Được biết, ngoài chế độ hỗ trợ cho các đội tham dự giải, ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các đội bóng giành thành tích cao tại các cụm và chung cuộc. Theo đó, các đội từ hạng nhất đến hạng tư ở các cụm vòng loại sẽ được nhận cúp cờ và số tiền thưởng lần lượt là 30 triệu, 20 triệu, 15 triệu và 10 triệu đồng. Đặc biệt, đội vô địch chung cuộc sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng. Hạng nhì 3-4 sẽ lần lượt nhận 60 triệu, 40 triệu và 5 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao những phần thưởng có giá trị cho các danh hiệu cá nhân xuất sắc. Giải bóng đá thành phố mới Bình Dương Cúp BKMS IDC lần thứ 17 năm 2024 là hoạt động thể thao mang ý nghĩa thiết thực, kết nối tinh thần đoàn kết, tăng cường hiểu biết giữa các đơn vị doanh nghiệp và địa phương. Các đội bóng luôn thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng, từ đó tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, tăng cường sức khỏe để học tập, lao động sản xuất, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển phong trào thể dục thể thao của tỉnh. Giải sẽ tranh tài vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 9 năm 2024.